trân trọng giới thiệu thi phẩm Mùa thu tháng 8, tác giả Tới Lê, qua giọng diễn ngâm Đào Bình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bồn bề cô liêng nhìn theo bóng nhỏ đường chiều, ngỡ như hình bóng người gió hiu hiu thổi nhẹ sao xuyến lòng, thu trên mái tóc bành bồng em nghiêng vành nón má hồng ngất ngơ. Đêm khuya trải ướt con đường em qua, lá vàng rớt rụng hiên nhà, người đi để lại cho ta đợi chờ. Trăng kia khi tỏ khi mờ, hỏi sao để lại hững hờ nhớ mong. Thấy ngóng trong một người vẫn mãi chờ mong đêm ngày, mùa thu mờ mịt khói mây nghe buồn hiu quạnh nơi đây thân lý thờ. Người tình tôi vẫn hỏi bao giờ em mới quên đường xưa lối cũ không tên, buồn trong kỷ niệm viết lên thu sầu. Vâng, quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Mùa thu tháng 8, một sáng tác của nhà thơ Tử Lê, thật hay, thật ý nghĩa. Xin chúc mừng nhà thơ Tử Lê ạ.